Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc đèn bàn LED có tích hợp lịch và đồng hồ. Đây là chiếc đèn bàn có công suất 4W và có tích hợp cả pin sạc luôn. Tức là chúng ta mất điện chúng ta vẫn dùng được. Đây là đồng gói của sản phẩm. Đèn này được gấp rất là gọn. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn đi kèm. Có dây sạc. Dây sạc này là cổng micro USB, giống như các cổng điện thoại thông thường. Và đây là chiếc đèn của chúng ta. Bạn thấy đèn này có thể gấp thẳng ra được 180 độ và gấp vuông góc 90 độ. Và đây là số lượng bóng LED chúng ta sẽ có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 đèn LED. Phần trong suốt này chính là cái đồng hồ kiêm nhiệt kế. Và chúng ta thấy ở đằng sau này sẽ có các nút điều chỉnh cho cái đồng hồ này. Và đây là pin để nuôi đồng hồ. Chúng ta có thể rút này ra để đồng hồ nó bắt đầu gì ạ? Chạy. Ok. Còn đây là cổng gì ạ? Cổng sạc micro USB. Phía trước này là cái nút công tắc gì ạ? Công tắc nguồn cảm ứng. Đây là cái loa. Và chúng ta sẽ xem, không cần cắm điện chúng ta vẫn dùng được đúng không ạ? Bật lên này. Bật bấm đây. Có 3 nấc sáng ạ. 2 này, 3, đây là nấc sáng nhất. Ấn nghĩa tắt, chúng ta sẽ thấy điều chỉnh được cái độ sáng. Đây là đồng hồ của chúng ta. Cái đồng hồ này là đồng hồ trong suốt, xuyên qua được qua. Nên chúng ta sẽ cần cái đằng sau chắn thì chúng ta nhìn được. Các bạn nhìn thấy đồng hồ ạ, chúng ta sẽ có giờ, ngày, tháng, thứ và nhiệt độ. Đây nhiệt kế. Ngoài ra ở đây chúng ta sẽ xem có thể hẹn giờ được không. Bạn thấy có nút mốt. Đây nó sẽ chiều hẹn giờ được. Các bạn đây chia đồng hồ hẹn giờ được, nó sẽ kêu. Và khi mà hết điện thì nó sẽ cắm sạc qua cổng này và các bạn có thể cắm liên tục được. Và cái này khi mất điện các bạn vẫn dùng tiếp tục được nhờ có pin sạc trong này. Rất là hay. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc đèn bàn có tích hợp đồng hồ, lịch và cả nhiệt kế, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.